Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với game show diễn ra giữa hai kỳ thủ Nguyễn Văn Hải tới từ câu lạc bộ cờ tướng Phương Phiêu Bắc Giang gặp kỳ thủ Nguyễn Thăng Long tới từ câu lạc bộ cờ tướng Năm Cửa Ô Hà Nội. Và ván đấu thứ nhất đã bắt đầu. Với ưu thế đi trước của mình, kỳ thủ Nguyễn Văn Hải sử dụng trung pháo Tấn Thất Binh. Đáp lại thì kỳ thủ Nguyễn Thăng Long sử dụng bình phong mã để phòng thủ. Vâng, sau nước cờ tấn xe quá hà, ý đồ sau này có thể bình xe đè mã thì kỳ thủ Nguyễn Thăng Long đã lựa chọn nước cờ mã 3 tấn 4 sử dụng tả mã bàn hà để phòng thủ. Vâng, sau khi kỳ thủ Nguyễn Thăng Long tượng 7 tấn 5 ra cố trung lộ, kỳ thủ Nguyễn Văn Hải xe 1 tấn 1 thì đến đây kỳ thủ Nguyễn Thăng Long dường như đã bắt đầu gặp phải những khó khăn và đang suy nghĩ khá lâu cho nước cờ tiếp theo. Vâng, như vậy quyết định xe 9 bình 8. Vâng, như vậy là một nước cờ cũng rất thông dụng của thế trận tả mã bàn hà. Ngay sau khi đối phương bình xe bắt mã, biên hậu lập tức vào 2 bình 4 hòa đổi quân. Vậy có thể nói đến đây thì kỳ thủ Nguyễn Thăng Long đã có một khai cuộc mãn ý. Dù đi hậu, tuy nhiên là đã dẫn dắt được cho đối phương của mình vào thế đổi quân. Còn nếu như lúc này không đổi xe thì tiền đen buộc lòng phải đi xe 8 bình 6. Khi đó thì bên đỏ chỉ cần đơn giản lên sĩ và bên đen sẽ bị thất thế nặng nề. Vâng, liên tục là những nước cờ dùng xe bắt pháo. Tuy nhiên thì bên đỏ, kỳ thủ Nguyễn Thăng Long chỉ cần đơn giản mã 4 tấn 6 là đã có thể dùng mã để bảo vệ quân pháo của mình. Kỳ thủ Nguyễn Thăng Long đang có một thế trận tốt hơn so với bên đi tiên là kỳ thủ Nguyễn Văn Hải. Vâng, đến đây thì đơn giản là mã 6 tấn 5 ăn pháo. Rồi sau này thì có thể ăn thực lợi tốt và chúng ta hãy cùng chờ xem lựa chọn của kỳ thủ Nguyễn Thăng Long trong tình thế hiện tại. Nhân cơ hội kỳ thủ Nguyễn Thăng Long lên sĩ ra cố phòng thủ thì kỳ thủ Nguyễn Văn Hải cũng đã đi mã 2 tấn 1 tránh cho đối phương tấn pháo đè mã, sau này sẽ rất khó khăn để phát triển được quân mã. Kỳ thủ Nguyễn Thăng Long rõ ràng vẫn đang chiếm thế chủ động vào 8 bình 9 mở mặt xe và đang đe dọa sẽ đi xe 8 tấn 7 bắt pháo. Nếu như chạy pháo thì sẽ mất tượng, có thể sẽ mất thêm một con mã. Vâng, tôi cho rằng nước cờ di chuyển xe của kỳ thủ Nguyễn Văn Hải là một nước cờ không được tích cực.
Vâng, trở lại ván cờ lúc này thì kỳ thủ Nguyễn Thăng Long đã nhanh chóng chủ động chuyển tàn. Dùng pháo đổi mã và sau đó thoái xe bắt tốt. Vâng, tuy nhiên thì kỳ thủ Nguyễn Văn Hải cũng đã có những lựa chọn hóa giải khá tốt cho mình. Thì đây thì anh Hải quyết định pháo 7 tấn 5 bắt mã. Sau khi kỳ thủ Nguyễn Thăng Long chạy mã để giữ pháo thì anh Hải sẽ có thể tiêu diệt tốt 5. Như vậy sẽ rất dễ dẫn đến hòa cờ. Tượng 5 thoái 7, mời đổi pháo. Nếu như đổi pháo thì tượng 7 sẽ tấn 9 và vẫn sẽ dùng được quân mã bảo vệ tốt 5. Và một kỳ thủ Nguyễn Văn Hải cũng thi đấu một cách rất quyết tâm, thoái pháo bắt xe thay vì là vật pháo sang pháo. Cũng có thể vì kỳ thủ Nguyễn Văn Hải trong ván cờ này anh được cầm quân đen đi trước nên anh không muốn hòa. Nếu như hòa ván cờ thứ nhất này thì ván cờ thứ hai kỳ thủ Nguyễn Thăng Long sẽ cầm quân đỏ đi trước, sẽ là một ưu thế rất lớn cho kỳ thủ Nguyễn Thăng Long. Vâng, lúc này thì hai bên đã tiếp tục đổi thêm một quân chiến mạnh và đã chuyển tàn. Bên đen, kỳ thủ Nguyễn Văn Hải còn một xe, một mã, sĩ tượng toàn. Đối chọi với bên đỏ, kỳ thủ Nguyễn Thăng Long còn xe mã và hai tốt cũng với sĩ tượng toàn. Vậy là quyền tấn công trong ván cờ này đang hoàn toàn thuộc về kỳ thủ Nguyễn Thăng Long. Và nếu như có người giành chiến thắng thì nhiều khả năng cũng chỉ có thể là kỳ thủ Nguyễn Thăng Long mà thôi. Một xe một mã sẽ hoàn toàn vô hại trước một xe và một mã của đối phương. Tuy nhiên bên đỏ thì đang có quyền đánh với hai tốt vượt sông. Kỳ thủ Nguyễn Thăng Long thì cũng đã là một kỳ thủ rất quen thuộc với những người yêu cờ tướng với biệt danh âm tàn lão quái.
Và mặc dù anh không thi đấu chuyên nghiệp, tuy nhiên thì kỳ thủ Nguyễn Thăng Long cũng đã có rất nhiều năm tham gia các giải đấu đấu thủ mạnh toàn quốc. Một kỳ thủ rất mạnh và với những hình cờ ưu thế chỉ với một tốt, đặc biệt là hai tốt như trong hình cờ này, thì rất có thể kỳ thủ Nguyễn Thăng Long sẽ giành chiến thắng tuyệt đối trước kỳ thủ Nguyễn Văn Hải. Vâng, có lẽ sẽ là lên mã, cần bổ sung thêm một con mã để tấn công. Không, tuy nhiên thì kỳ thủ Nguyễn Thăng Long đang muốn liên kết tốt trước, cũng là một phương án rất tốt ở trong giai đoạn cờ tàn, tránh cho đối phương có thể tận dụng sơ hở và tiêu diệt đi một tốt, thì cơ hội giành chiến thắng sẽ giảm đi rất nhiều. Và vẫn tiếp tục lên tốt. Xe mã vẫn chưa có hướng nào để tấn công, gây ra sức ép cho bên đỏ. Trở lại bàn cờ lúc này, mặc dù là có ưu thế hơn hai tốt cờ tàn, tuy nhiên thì kỳ thủ Nguyễn Thăng Long cũng cần phải lưu ý đến một điểm. Nếu như trong vòng 40 nước cờ, đối bên không có bên nào ăn được quân của đối phương, thì máy tính sẽ tự động xử hòa. Vâng, như vậy kỳ thủ Nguyễn Văn Hải cũng đang gây khó cho kỳ thủ Nguyễn Thăng Long, bình xe vào trung lộ đe dọa sẽ tấn mã ăn tượng. Nếu như đấu mã thì khả năng hòa cũng rất cao, xe hai tốt cũng rất khó để có thể giành chiến thắng. Mã 8 tấn 7, ý đồ nước cờ tiếp theo rất rõ ràng. Mã 7 sẽ thoái 6, tiêu là để đúng mã, nếu như đấu được mã thì sẽ hòa. Buộc lòng cho kỳ thủ Nguyễn Thăng Long phải bình xe để ngăn cản nước cờ này.
Vâng, như vậy kỳ thủ Nguyễn Văn Hải ngoài một hướng dùng mã đổi mã để đánh hòa thì anh vẫn có thể dùng một mã đổi lấy đôi tốt. Chính vì vậy mà kỳ thủ Nguyễn Thăng Long cần phải lưu ý đến rất nhiều điểm. Vâng, và như vậy là có vẻ như đã mắc sai lầm rồi. Kỳ thủ Nguyễn Văn Hải đang đứng trước nguy cơ bị mất quân mã. À, không thể giữ mã được nữa, buộc lòng phải bỏ mã. Và lúc này thì sẽ là xe mã 2 tốt đánh với xe sĩ tượng toàn. Có lẽ đã có một chút sai sót đến từ kỳ thủ Nguyễn Văn Hải khi để cho kỳ thủ Nguyễn Thăng Long dễ dàng bắt được một con mã. Và quy tàn chắc thắng. Rất đáng tiếc cho kỳ thủ Nguyễn Văn Hải. Anh đã có rất nhiều cơ hội đánh hòa. Tuy nhiên thì ở nhiều thời điểm và nhiều lý do thì kỳ thủ Nguyễn Văn Hải đã không cầm hòa được. Về thời gian, lúc này ván cờ thứ nhất, cả hai kỳ thủ cũng đang còn khá nhiều giờ. Bên đỏ, kỳ thủ Nguyễn Thăng Long còn 10 phút. Bên đen, kỳ thủ Nguyễn Văn Hải cũng còn khoảng 9 phút. Vâng, đến đây thì kỳ thủ Nguyễn Thăng Long bình xe mời đấu. Ý đồ chính là để cho tốt 3 có thể bình 4 và áp sát tấn công. Vâng, đến đây thì tiếp tục xuất tướng trợ công. Sẽ dùng một tốt đổi lấy đôi sĩ của đối phương. Và như vậy là tất cả các quân đang tấn công vào quân C6 của kỳ thủ Nguyễn Văn Hải. Có thể sẽ là dùng một mã đổi lấy đôi sĩ. Và kỳ thủ Nguyễn Thăng Long lựa chọn phương án xe 4 bình 2.
Vâng, đến đây thì kỳ thủ Nguyễn Thăng Long đã quyết định bỏ mã. Và có lẽ chỉ sau một vài nước cờ nữa thôi thì chiến thắng trong ván cờ thứ nhất sẽ thuộc về kỳ thủ Nguyễn Thăng Long. Có lẽ sẽ là xe chiếm trung lộ để rẽ tốt vào. Vâng, như vậy ván cờ thứ nhất đã kết thúc. Phần thắng trong ván đấu này đã thuộc về kỳ thủ Nguyễn Thăng Long. Như vậy ván đấu thứ hai đã bắt đầu và trong ván đấu thứ hai sẽ đến lượt kỳ thủ Nguyễn Thăng Long cầm quân đỏ đi trước. Với chiến thắng ở trong ván đấu thứ nhất thì kỳ thủ Nguyễn Thăng Long ở ván đấu thứ hai chỉ cần có một kết quả hòa và kỳ thủ Nguyễn Văn Hải sẽ buộc phải giành chiến thắng trong ván đấu này. Mặc dù chỉ cần một ván đấu hòa, tuy nhiên thì kỳ thủ Nguyễn Thăng Long triển khai một thế trận tấn công rất mạnh mẽ. Trung pháo Tấn Thất Binh khóa Hà Sa. Đáp lại thì kỳ thủ Nguyễn Văn Hải cũng sử dụng phương án bình pháo đổi xe để tạo ra thế công và có thể phản kích lại những hướng tấn công đến từ kỳ thủ Nguyễn Thăng Long. Vâng, tuy nhiên nước cờ sĩ 6 tấn 5 đến từ kỳ thủ Nguyễn Văn Hải, theo cá nhân tôi nhận xét thì có vẻ như đã có gì đó sai sai. Và nếu như tấn công một cách chính xác thì kỳ thủ Nguyễn Thăng Long rất có thể sẽ giành chiến thắng trong ván đấu này. Vâng, tuy nhiên lúc này thì kỳ thủ Nguyễn Thăng Long đã không duy trì pháo đầu nữa, quyết định pháo 5 bình 7. Và nếu như nhìn một cách tổng quát thì nước cờ pháo 5 bình 7 của kỳ thủ Nguyễn Thăng Long cũng khá hay khi mà quân pháo đầu đã không còn duy trì áp lực vào tốt 5 nữa. Thì anh Long đã quyết định rời pháo sang lộ 7 để gây áp lực vào quân mã lộ 3. Quân mã này thì đang không có quân bảo vệ. Một lựa chọn cũng rất hay. Vâng, mặc dù buộc phải thắng, tuy nhiên kỳ thủ Nguyễn Văn Hải đã phải đi xe 8 bình 6 mời đổi xe và giảm bớt áp lực. Và tuy nhiên thì kỳ thủ Nguyễn Thăng Long đã không đồng ý đổi quân. Nếu như đổi xe thì kỳ thủ Nguyễn Văn Hải sẽ có cơ hội thoái sĩ và sau đó thì có thể sẽ là chuyển pháo hoặc xe 1 tấn 1 để hoành xe 1 bình 6.
Và trở lại ván đấu lúc này thì kỳ thủ Nguyễn Văn Hải xe 6 bình 4. Mục tiêu là có thể đi xe 4 tấn 3. Bắt pháo. Sau khi bắt pháo thì sẽ có cơ hội tấn mã ăn tượng. Và sẽ tạo thành một thế tấn công. Hy vọng sẽ có một chiến thắng trong ván cờ thứ hai. Vâng, tuy nhiên thì kỳ thủ Nguyễn Thăng Long đã bỏ mặc cho đối thủ. Có thể đi xe 4 tấn 3. Và sau đó thì anh đã đi mã 8 thoái 7. Bắt ngược trở lại xe. Và cũng không dám chắc rằng nước cờ bỏ cho đối thủ có thể tấn xe bắt mã của kỳ thủ Nguyễn Thăng Long là một nước cờ chính xác hay không. Lúc này thì kỳ thủ Nguyễn Văn Hải đã có cơ hội xuất quân xe thứ hai. Qua một vài nước cờ thì kỳ thủ Nguyễn Thăng Long vẫn đang hoàn toàn kiểm soát thế trận. Pháo Tuần Hà. Pháo mã tốt ở lỗ 7 cũng có sự liên kết nhất định. Và đặc biệt là lúc này quân mã có thể bảo vệ quân tốt. Và như vậy là thay vì xe 9 bình 2, kỳ thủ Nguyễn Thăng Long đã quyết định đi xe 3 bình 2. Vâng, đến đây liệu rằng có phải là xe 2 thoái 3 rồi sau đó sẽ pháo 8 binh 1 hay không? Sẽ là một kế hoạch triển khai tập trung quân khá mạnh mẽ đến từ bên đỏ. Vâng, như vậy kỳ thủ Nguyễn Thăng Long đã chuyển pháo trước, bắt buộc cho đối phương phải dùng mã tiêu diệt pháo. Nếu không thì sẽ rất nguy hiểm. Và dường như là nước cờ bắt buộc rồi. Mã 7 thoái 9 ngay lập tức tốt 1 tấn 1. Và lúc này thì bên đen đã có cơ hội ăn tượng lên tốt. Và tuy nhiên nước cờ này thì cũng cần phải suy xét rất nhiều. Nếu như ăn tượng lên tốt, có khả năng bên đỏ kỳ thủ Nguyễn Thăng Long sẽ bình xe mời đấu ngay. Hoặc cũng có thể sẽ là lên mã. Mã 3 tấn 4, rồi sau đó tiếp tục mã 4 tấn 5. Một loạt những nước cờ đổi quân có thể sẽ diễn ra. Hai bên đã chấp nhận đấu quân. Đến đây thì kỳ thủ Nguyễn Văn Hải sẽ tiếp tục mất thêm một quân tốt 5. Nếu như kỳ thủ Nguyễn Thăng Long sẽ 2 bình 5 ăn tốt. Tuy nhiên thì nếu như ăn tốt thì sẽ bị bình xe đè mã. Nên lựa chọn bình xe ăn tốt cũng chưa hẳn đã là một lựa chọn hay.
Vâng, đến đây thì kỹ thủ Nguyễn Thăng Long đang chơi rất thực dụng, tiêu diệt hết tốt của đối phương, tránh những hậu họa về sau, và nếu như cần thiết thì có thể chuyển ván cờ về kết quả hòa ngay. Như vậy đến thời điểm này thì bàn đấu cũng đang diễn ra rất hay. Chưa phải cơ hội đã hết đối với kỳ thủ Nguyễn Văn Hải khi mà anh vừa vượt được một con tốt. Tốt 7 tấn 1. Kỳ thủ Nguyễn Thăng Long còn xe pháo mã, vâng, xe pháo 2 mã. Trong khi đó kỳ thủ Nguyễn Văn Hải còn xe 2 pháo 1 mã. Đôi bên đều còn bè sĩ tượng. Tuy nhiên bên đen, kỳ thủ Nguyễn Văn Hải đang có một con tốt vượt sông. Con tốt này chắc chắn sẽ nhanh hơn con tốt 5 của kỳ thủ Nguyễn Thăng Long. Tuy vậy thì kỳ thủ Nguyễn Thăng Long lại đang có thế pháo đầu và đang là người có quyền chủ động tấn công.
Thời gian của cả hai kỳ thủ lúc này cũng còn khá nhiều, mỗi bên đều còn khoảng 11 phút cho mình. Kỳ thủ Nguyễn Thăng Long có nhiều hơn đối thủ khoảng 5 giây. Và đến đây thì sẽ tiếp tục đến lượt kỳ thủ Nguyễn Thăng Long đi cờ. Như vậy là kỳ thủ Nguyễn Thăng Long quyết định pháo 5 bình 1. Ý đồ sẽ là pháo 1 tấn 5. Sẽ chỉ có hai lựa chọn là đấu pháo hoặc đè pháo trống, thì cả hai lựa chọn đều bất lợi cho kỳ thủ Nguyễn Văn Hải. Nên kỳ thủ Nguyễn Văn Hải cũng không thể đi xe 5 tấn 3 ăn tốt được. Vâng, như vậy là những nước cờ rất hay tới từ kỳ thủ Nguyễn Thăng Long. Đầu tiên là bình pháo từ lỗ 5 sang lỗ 1. Và bây giờ thì tiếp tục tấn mã bắt xe để có thể đưa mã về đầu tốt. Và sau này thì có thể dễ dàng phát triển quân mã để tấn công. Trong ván đấu này thì kỳ thủ Nguyễn Văn Hải là người phải giành chiến thắng. Nếu như có kết quả hòa trong ván đấu thứ hai chung cuộc thì người thua vẫn sẽ là kỳ thủ Nguyễn Văn Hải. Vâng, và mặc dù chỉ cần một ván đấu hòa thôi, tuy nhiên kỳ thủ Nguyễn Thăng Long cũng không muốn cho đối thủ của mình có thể dễ dàng trong ván đấu thứ hai tiếp tục là những nước cờ tấn công. Mã 5 tấn 7 bắt pháo đe dọa sẽ tiếp tục mã 7 tấn 6 chiếu tướng. Sẽ rất nguy hiểm cho kỳ thủ Nguyễn Văn Hải. Tuy nhiên đây cũng là một cơ hội để cho anh Hải có thể gỡ hòa được trong ván đợt cờ thứ hai này. Và như vậy là tấn mã chiếu tướng và có thể sẽ là mã 6 tấn 8. Tiếp tục bắt mã. Rồi như vậy là ăn tượng ngay. Cũng là một giải pháp tới từ kỳ thủ Nguyễn Thăng Long. Thank you.
Và trở lại bàn cờ lúc này, kỹ thủ Nguyễn Thăng Long tiếp tục tốt 5 tấn 1. Vẫn tiếp tục triển khai một thế trận tấn công thay vì phòng thủ bị động. Vâng, và đến đây thì kỳ thủ Nguyễn Thăng Long bình xe. Xe 9 bình 7, ý đồ sẽ tiếp tục xe 7 tấn 4. Buộc cho đối phương phải đấu quân. Một nước cờ rất rõ ràng đến từ kỳ thủ Nguyễn Thăng Long, tuy nhiên ứng phó làm sao? Kỳ thủ Nguyễn Văn Hải cũng đang khá khó xử lý trong tình huống này. Và như vậy là lên mã thì sẽ tiếp tục xe 7 tấn 2. Và như vậy kỳ thủ Nguyễn Thăng Long dựa vào ưu thế chỉ cần hòa thì anh đã liên tục chuyển được quân mã của mình từ lộ 9 về lộ 7, trở lại vị trí đẹp hơn. Là ép cho kỳ thủ Nguyễn Văn Hải phải đưa con mã vào vị trí rất xấu. Vâng, đến đây thì đang bình xe đuổi mã, lựa chọn đấu quân sẽ thuộc về kỳ thủ Nguyễn Văn Hải. Và anh Hải đã quyết định đấu mã để có thể tiếp tục ăn thêm tốt. Vâng, như vậy lúc này thì cục diện đang rất dễ hòa. Xe pháo tốt đánh với xe mã. Vâng, tuy nhiên có lẽ là một sai lầm của kỳ thủ Nguyễn Văn Hải. Anh đã bỏ cho kỳ thủ Nguyễn Thăng Long dễ dàng tiêu diệt được quân tốt của mình. Và đến đây thì xe pháo sẽ chắc chắn hòa với xe mã. Thậm chí kỳ thủ Nguyễn Thăng Long còn đang hơn tượng. Nếu như được đánh thì người được đánh sẽ là kỳ thủ Nguyễn Thăng Long. Còn nếu như muốn hòa thì đơn giản là bình xe ăn pháo sẽ hòa ngay. Không cần đến quân mã cũng có thể hòa được. Có lẽ sẽ là bình xe vào lỗ 5, khóa chặt xe pháo. Và sẽ không còn bất kỳ một cơ hội nào cho kỳ thủ Nguyễn Văn Hải trong ván cờ này. Thậm chí lúc này thì kỳ thủ Nguyễn Thăng Long còn đang muốn đánh thắng trong ván cờ thứ hai. Sau nước cờ này thì kỳ thủ Nguyễn Văn Hải rất dễ sẽ bị mất thêm một quân pháo và sẽ là xe mã. Vâng, có lẽ đến đây thì kỳ thủ Nguyễn Văn Hải nên đánh hòa thôi. Và như vậy thì anh Hải cũng đã quyết định đánh hòa, vật pháo xuống tượng và đấu xe. Thời gian lúc này của cả hai kỳ thủ cũng còn rất nhiều. Kỳ thủ Nguyễn Văn Hải còn hơn 4 phút, kỳ thủ Nguyễn Thăng Long còn hơn 7 phút. Chính vì vậy mà để giành chiến thắng vào thời gian cũng là rất khó.
Vâng, như vậy và đấu thứ hai đã kết thúc với kết quả hòa. Chung cuộc, cầu thủ Nguyễn Thăng Long tới từ câu lạc bộ Cờ Tướng Nam Cửa Ô đã vượt qua cầu thủ Nguyễn Văn Hải tới từ câu lạc bộ Cờ Tướng Phương Phiêu Bắc Giang.